Xin chào tất cả mọi người, nay anh An làm feedback tiếp theo của một chị khách hàng nha. Feedback này với nickname là Tia Mo này, chị ngày 18 tháng 7 này chị bắt đầu chị sử dụng ca, chị nhận được cao nha mọi người là lúc 9 giờ tối. An kéo xuống nha, kéo xuống để mình coi feedback cho nhanh ha. Đây là miếng cao dán này mọi người. Rồi, kéo xuống cho nhanh này. Ngày 19 tháng 7 tức là sau đó 3 giờ chiều, sau đó một ngày. Chị ơi, em đỡ đau hơn nhưng chưa thấy hết tắc, hút vẫn không ra sữa, em có cần làm gì nữa không? Thì bạn có hỏi. Và ngày 20 thì bạn nói chị ơi em hết đau rồi mà vẫn còn cục, tức là vẫn chưa, cái cục nó vẫn chưa tan nha mọi người. An có bảo là có nói với chị là nên để cái miếng cao tới khi nào tan cục cứng ra thì mình mới khỏi, thì lúc đó mình mới tháo ra nhá. Bạn bảo là em dán 3 ngày rồi cũng no nắng nắm, không hơi bị sốt ruột. Mọi người ơi, khi mà mọi người dán cao mọi người thấy là đã hết đau và hết sốt rồi thì còn cục cứng ấy, nó giảm, nó chưa khỏi hoàn toàn, tức là chưa tan hết á, thì mọi người nhớ để cao dán á, tới khi tan hoàn toàn chúng ta mới tháo ra nhá. Thì hôm nay An có nhắn tin lại thì chị nói là em khỏi rồi chị ạ. Có cái cục nó không tan ra được thôi, tức là cái cục cứng ấy mọi người, thì mình kéo xuống ấy, bạn nói này, chỗ bị đau thì hết đau rồi chị, chỉ còn cái cục sờ kỹ mới thấy, tức là nó tan gần hết rồi, nó chỉ còn một chút xíu nữa thôi, thì đối với cái tình trạng này đã khỏi rồi thì chúng ta có thể tháo cao dán ra nha. Chúc cảm ơn bạn Tianmo đã tin và sử dụng sản phẩm cao dán tắc tia sữa An. Và sau chúc tất cả mọi người nhanh hết viêm và có một sức khỏe dồi dào ha. An sẽ làm những feedback tiếp theo cho mọi người, nên là hẹn gặp lại.